nữa hả? Dạ. Có rồi đấy hả? Nó về nó cũng tiêu hút bụi nha. Còn hai cái kia mất tiêu hả? Bà vào trước là nhỏ này. Bà lên nhanh chơi. Không ghé mất con mình kêu mình dưới xuôi tới dầu. May là không ghé. Bực bực tới mạnh nữa thì ra, ra cho cá ăn trong vô rồi ngồi ăn sáng ăn. Sốt em. Té không biết gì luôn á. Sốt á, sốt nó mới té chứ. Xeo thành những bước Việt. Yeah. Over there. Playground? It's a playground. There's another crab. Crab, yeah. That's another one we went. There was a crab trap. Chỗ nào? Bị sống quá, chỗ biển bị sống. Còn cá kìa, đâu còn đeo cá, đun. Trên đun hả? Hả? Chứ đi tiếp đi hả? Đâu mà đâu đi cơ mà. Cái đường đi bộ vô cái này đó rồi xong cái trắng tinh đẹp quá mọi người nó cần gì nó mới thấy ăn đấy. Trắng tinh rồi nè hả, không cần gì ba vậy. Ờ cái này là cái chính của nó nè, qua đó là cái xe ha. Con có lesson như vậy. Đó, Crab Island kìa. Trời hiểu nó nói cái gì. Đó bên trái đó con. Mà nói gì đâu. Hey coach, are we still practicing today? We have to go this evening. Oh, nó ba lần thêm. Okay, never mind. He canceled again. Ủa, thì Crab Island hả? Crab Island thì mình đâu. Thôi con một ngày nó sướng. Ồ, mấy mày vui quá nhỉ. Này đẹp quá, bên phải này cũng đẹp quá, mấy cái eo biển ra nè. Ở tàu. Cái tàu bên này nó chạy quá trời kìa. Sao cùng một chỗ mà bên sau bên cạn ha. Bên cạn bên này sau. Cái này nó hay không biết. Ông đợi đầu 6 giờ nó chịu, nó chịu ngày mai. Ừ, bị bên này bị bên kia nữa ha. Wow. Ai bắt kiếm nào. Quá trời kìa. Thấy chị em chị M không? Mà con đi mình đi thôi biệt. Eo vô xong eo ra, eo vô eo ra. Khó. Ô lấy cái tàu này hả? Ồ no. Mấy cái tàu nó có slide nữa kìa đấy không? Ờ cái đó là phải trả thêm tiền. Cái đó phải trả thêm tiền, nó có slide. Xong rồi lái xuống thấy thấy ông bà Ngọc. Em nghĩ chắc mình lái từ 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 vậy đâu. Tàu easy, trust me. Bảy giờ 52, quay đất rồi. Thành ra không biết đón được kịp không nữa. Sao vậy? Bảy giờ nó cũng chảnh chè lắm, xong hôm nay không thích thôi. Có người khác muốn. Everybody goes here. In three quarters of a mile, turn right onto Kelly Street. Yeah, that's a small town. You can walk around. Yeah. You crazy. So, mama, miles, turn right onto Henderson Beach Drive. Ok, we should be there in 5 minutes. Trắng của nó kìa. It looks okay. At the light, turn right onto Henderson Beach Drive. Then the destination is on your left. In 800 feet, the destination is on your left. 17000 Emerald Coast Parkway. Đi về parking. Ủa anh em đã cho hình ren rồi nè, sao nãy giờ mình không coi. Đúng rồi. America Best State Park, ok. Hồi nãy hả? Hồi nãy hả? Bữa hôm trước đúng không? Hôm qua đó. Sáu đồng phơi vehicle nha. Ồ chắc chắn. Nó đi ra, nó đi ra. Không, quý vị. Chụp hình à? Chụp hình á. Quý vị nó chụp hình chứ. Coi chừng đập. We have four, five. Okay. We are in a tax-free holiday. What that simply means that our entry fee is now $5. But when people give us the extra dollar, we ask them if we could donate. Oh, thank yes, you. Yes, please keep. Thank you. What's the best spot in this whole stretch?
Do I now? What is the best part on this beach? Right now? I would go, see that pavilion directly in front of you? Right. There's a pavilion just to the left of it, Pavilion A. Are y'all going to take some pictures or something? We are picture taking, yes. When you get on the beach, you can go to your left and get your way from any kind of crowd. Got it. Okay? Thank you so much. There we go, guys. Y'all have a safe one now. Thank take you, care. Sir. Good have a good day. One. Thank you. Đóng cửa gì? Nó đuổi lên hả? Nó đuổi mình lên hả? Đóng cửa là nó không cho vô hay là nó không cho tắm? Nó đuổi lên đó. Nó phải dùng làm lên xe tàu. Nó đuổi rồi đó. Nó tới đuổi rồi đi giờ này quá mát luôn rồi. Trời tắt rồi. Dạ. Ống đi đâu? À, mát quá luôn rồi chứ. Mỗi lần đường biển nó gió. Không phải 5 giờ mình đi giờ này mát quá, nước lạnh nó bơi không được nữa chứ không. Ờ cũng xanh đó, cũng được, đẹp, vẫn đẹp. Bây giờ sẽ không đẹp bằng thôi nha, vẫn đẹp. Đẹp chứ. Dạ. Ivy. Luôn nè. Nước xanh luôn ha. Good. Chưa nha, cái này trong nha.
đây phòng phóng du khuê kìa, biển này như thế nào, phòng như phòng phóng du khuê à. Kêu không interview me, oh you ask me a question. You ask me a question yet? Con vui, con có duyên về cái học trò thấy không? Florida. Hy sinh mưa ở trong xe còn đỡ hơn mưa bên ngoài. Wow, mà. Múc nước hay chạy múc nước.